Này các bác này, 3 mét này nhân với 2 mét này. Đây các bác sẽ xem kết quả đấy nhá, nhân với 16. Rồi nó sẽ ra tín 9 tấc 6, được chưa ạ? Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với các bác về một cái điều mà Sơn tin rằng có rất nhiều bác đang thắc mắc, đang kiểu mình lo lắng ở trong lòng, mình cứ cồn cào mãi mà mình không biết là tại sao lại như thế. Đó là gỗ hương đá kích thước 2m50 nhân 1m80 hoặc 2m, dày 16 phân, 32 triệu. Liệu có thật? Hãy cùng đón xem hết cái video này. Trước khi đi vào cái chủ đề này thì Sơn muốn chia sẻ với các bác về gỗ hương đá, nó là cái gì đã, được không ạ? Gỗ hương đá đó là một dòng gỗ thuộc nhóm 1. Vậy thì gỗ nhóm 1 là một trong những dòng gỗ quý hiếm nhất trong cái ngành gỗ. Và gỗ nhóm 1 là cái loại gỗ mà bền nhất này, đẹp nhất này, tốt nhất này, vân tuyệt vời nhất này và đắt tiền nhất. Điều đầu tiên. Và hiện nay thì gỗ hương đá của Việt Nam hay gỗ hương đá của Lào thì còn cái số lượng cực kỳ ít. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem gỗ hương đá tại sao mà nó đắt tiền như vậy. Sở dĩ gỗ hương đá nó đắt tiền như vậy bởi vì vân gỗ hương đá nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp các bạn. Vân gỗ nó có rất nhiều các loại vân. Như ở trong cái video trước thì Sơn sẽ gửi cái video link video cho bác xem ở phần dưới mô tả này. Đó là các loại vân của gỗ. Thì nó có một số dạng như là vân thẳng này, vân núi, vân mây, vân chun này, vân nu. Thì gỗ hương đá thậm chí nó có cả vân nu, nó có cả vân chun, nó có cả vân mây, cả vân núi ở cùng trong một tấm gỗ. Nên vân của nó nhìn nó như một bức tranh, nhìn nó rất là thiên nhiên và nhìn nó nói chung là đẳng cấp đó các bạn. Và thứ hai nữa là cái màu gỗ của hương đá, nó là một cái màu đỏ. Màu đỏ là một trong những dòng màu mà nổi bật nhất. Ví dụ các bác, tại sao mà nó nổi bật nhất? Vì các bác để ý thấy này, những công ty lớn, những thương hiệu lớn thì đều sử dụng cái thương hiệu là màu đỏ. Và Sơn cũng sử dụng cái thương hiệu là màu đỏ các bạn, bởi vì nó nổi, nó đẹp. Chính vì vậy nên màu đỏ được sử dụng ở trong nội thất rất là nhiều. Vì vậy mà gỗ hương đá nó đắt tiền. Tiếp theo là cái độ bền của nó. Thì vì nó là gỗ nhóm 1, nó có mùi hương nữa các bạn, mùi thơm nữa. Độ bền, mùi thơm, màu đẹp, vân đẹp nên nó có giá thành rất là cao. Gỗ hương đá Lào bây giờ Sơn nghĩ ít nhất nó phải trên 130 triệu một khối. Còn gỗ hương đá Nam Phi, nếu mà đối với kích thước là khoảng từ 1 mét trở lên thì Sơn không nắm chắc được cái gỗ này. Nhưng Sơn có thể chia sẻ với các bác về gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ là một trong dòng gỗ được ưa chuộng trong Nam, nhưng giá tiền của nó rẻ hơn gỗ hương đá. Thì nó đã có, nếu mà chúng ta nhập khối, chúng ta nhập công ở bên tận Nam Phi về thì nó đã có khoảng từ 6 cho đến 80 triệu một khối rồi. 6 đến 80 triệu, thậm chí hơn một khối nếu mà các bác nhập hàng trăm khối ở ngoài bên Nam Phi. Còn ví dụ ở thị trường Việt Nam Sơn không có biết, không nói, bởi vì đây Sơn sẽ không nói cái điều này. Thế thì chúng ta thử so sánh xem, gỗ hương đá nó nhỉnh hơn một chút thì Sơn nghĩ là nó sẽ khoảng 70 đến 90 hoặc là 100 đi, 100 triệu một khối đi. Ví dụ thế. Ví dụ như thế. Thế thì chúng ta đi ngược lại so sánh xem. Mà rộng dài 2m6, rộng 2m hoặc 1m8, dày 16 phân, bao nhiêu khối gỗ và nhân ra cái giá tiền nhập tận bên Nam Phi. Nhập bên Nam Phi không nói đến giá tiền hoàn thiện rồi các bạn. Nếu giá tiền hoàn thiện rồi khác hoàn toàn. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì sao giá tiền hoàn thiện nó lại khác như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta mua một công gỗ ở bên Nam Phi về các bạn. Nếu các bác muốn đi mua gỗ thì Sơn sẽ cùng các bác đi. Là khi mà chúng ta mua gỗ thì chúng ta nguyên mua theo công. Và khi mà mua theo công đó thì nó sẽ có những tấm đẹp, có những cây đẹp, có những cây xấu, nứt to, nứt nhỏ. Người ta sẽ không có cho các bác lựa chọn là chọn gỗ đẹp mà mình phải lựa chọn hết là trong đó nó có cả gỗ xấu, cả gỗ đẹp. Nhưng thường thì họ sẽ kẹp một chút gỗ đẹp và một chút gỗ xấu vào để chúng ta có thể là làm được. Thế thì khi mà mua được gỗ đẹp thì đương nhiên phải giá phải cao hơn để nó bù cho cây gỗ xấu rồi. Thì điều này nó sẽ khiến sản phẩm nó giá nó đi lên. Nhưng mà khi chúng ta xẻ ra nữa các bác ạ, kể cả chúng ta mua gỗ hộp luôn, chúng ta xẻ ra nó vẫn có tỷ lệ bị xé tiếp. Nó xé tiếp và nó nổi rủi ro tiếp theo ở trong đó. Và người làm thì họ cũng phải cân đếm cái rủi ro đó. Nên họ sẽ đưa ra cái sản phẩm với mức giá làm sao ok, vừa cạnh tranh, người sử dụng vừa sử dụng được này, người bán vừa có lợi nhuận.
Bởi vì họ phải có lợi nhuận thì họ mới sống nổi. Họ sống nổi thì chúng ta mới có sản phẩm đẹp chúng ta chơi. Còn nếu họ chết đi rồi thì chẳng ai làm sản phẩm cho chúng ta chơi nữa. Tiếp theo là họ có phải có công cán, thợ thuyền và tiền lợi nhuận của họ. Một số anh em đi vay tiền về thì họ sẽ phải bán giá cao hơn. Và vay tiền lợi nhuận hoặc vay góp về thì sẽ phải bán giá cao hơn để thu hồi. Bởi vì họ phải chống tiền lời nữa. Thì đó là cái lý do mà vì sao sản phẩm gỗ hoàn thiện thậm chí nó sẽ gấp đôi giá với sản phẩm mua. Gấp đôi, gấp ba là bình thường các bác ạ. Các bác nên thông cảm điều này. Tôi biết rằng nếu mà nói điều này thì hơi sốc nhưng nó là sự thật. Bởi vì hiếm khi mà mình xẻ được cây gỗ đẹp lắm các bác ạ. Xẻ toang một phát là có thi bể nợ luôn. Tôi đã từng xẻ một cây gỗ hơn 1 tỷ và nó bể nợ rồi các bạn. Nó không phải bể nợ nhưng mà nó điêu đứng hết luôn. Nó đứng lại công việc của mình. Các bác biết rồi đấy, nếu mà mới người mới khởi nghiệp kinh doanh và xẻ một cái cây gỗ mà nó quá nhiều tiền và nó bị bể thì nó thứ nhất là khó bán này. Thứ hai là xấu chẳng ai mua hết. Và mình cứ phải ôm nó và tiền vốn mình bị chôn ở đấy. Thế nên mình không thể làm được cái việc gì khác cả. Và nó dẫn đến cái công việc của mình bị ngưng trệ, bị đình trệ rất là nhiều. Và các bác thông cảm điều này. Thì tiếp theo Sơn sẽ chỉ cho các bác phân tích cái gỗ hương đá đó. Bởi vì nhiều bác đang nhầm lẫn. Nhầm lẫn là gì ạ? Nhầm lẫn là chúng ta hiểu rằng đó là gỗ nguyên khối, tự nhiên. Đây, thì Sơn sẽ ví dụ cho các bác trước màn hình của các bác. Đây là một tấm sập chiếu ngựa gỗ cẩm hồng. Không phải gỗ hương đá, Sơn không có gỗ hương đá các bác nhé. Thế nhưng mà Sơn sẽ phân tích với các bác này. Đầu tiên nếu mà các bác để ý thấy là cái tấm sập gỗ hương đá, bây giờ ví dụ là dài 3 mét đi cho dễ nhá, nhân với rộng 2 mét và dày 16 phân, thì chúng ta sẽ ví dụ kích thước như thế. Đấy chưa ạ? Dài 2 mét thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tính ra khối của nó này. Tính ra khối này, 3 mét nhân 2 là bằng 6, đúng không ạ? 6 nhân với 1, 16 ở đây. Thì Sơn sẽ lấy máy tính ra, Sơn bấm. Này các bác này, 3 mét này nhân với 2 mét này. Đây các bác sẽ xem kết quả đấy nhá, nhân với 16. Rồi nó sẽ ra 9 tấc 6, được chưa ạ? 9 tấc 6 chúng ta phải cộng cả chân vào nữa thì nó sẽ khoảng hơn một khối gỗ. Thì chúng ta nhân giá đơn giản là nhân giá 100 đi. Thì nó phải ra 96 triệu là rẻ nhất trên đời rồi. Nếu các bác mua được cái bộ này mà 96 triệu là chúc mừng các bác luôn. Ok các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.